đang đến với bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Houthi phóng tên lửa vào tàu Mỹ ở Biển Đỏ. Hôm 19 tháng 3, phát ngôn viên nhóm vũ trang Houthi Yahya Sari tuyên bố nhóm đã phóng tên lửa hải quân vào tàu chở nhiên liệu Mado của Mỹ ở Biển Đỏ. Theo hãng tin Reuters, các công ty theo dõi vận chuyển hàng hải cho biết Mado là tàu chở khí đốt hóa lỏng LPG được gắn cờ của quần đảo Marshall trên hành trình tới Singapore từ Ả Rập Xê Út. Phía Houthi nói tàu Mado là của Mỹ, nhưng cơ sở dữ liệu vận chuyển của Aquasit lại cho biết con tàu thuộc sở hữu của Neforma Shipping and Trading Co. Ltd. của Hy Lạp. Hiện Natoma chưa lên tiếng bình luận. Cũng theo ông Sari, trong ngày 19 tháng 3, Houthi đã phóng tên lửa vào cảng và khu nghỉ dưỡng ở thành phố Eliad của Israel. Các tay súng Houthi thân Iran ở Yemen đã liên tiếp phóng máy bay không người lái UAV và tên lửa vào các tàu thương mại quốc tế di chuyển trên Biển Đỏ kể từ giữa tháng 11 năm 2023. Houthi tuyên bố các cuộc tấn công nhằm phản đối chiến dịch quân sự của Israel ở dải Gaza. Hành động của Houthi đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển toàn cầu, buộc các công ty phải thực hiện những chuyến đi dài hơn và tốn kém hơn quanh miền Nam châu Phi. Mỹ, Anh và Hải quân nhiều nước đã tiến hành các cuộc tấn công đáp trả Houthi. Hãng thông tấn Sabah hôm 19 tháng 3 đưa tin Houthi đã sát hại ít nhất 18 người ở tỉnh Al-Baida, miền trung Yemen. Các tay súng Houthi đang kiểm soát phần lớn lãnh thổ Yemen, bao gồm thủ đô Sana'a và cảng Hodeidah ở Biển Đỏ. Kể từ năm 2014, nhóm vũ trang đã xảy ra giao tranh với chính phủ Yemen, vốn được quốc tế công nhận và được các chính phủ phương Tây và Ả Rập Xê Út hậu thuẫn.